Mấy món nộm đơn giản ai cũng làm được thì bán cho ai? Ấy vậy mà có chị học viên của Giang đã từng làm và bán hơn 200 suất một ngày, kiếm tiền triệu luôn. Đủ biết là nó chất lượng như thế nào rồi. Giang hướng dẫn cả nhà mình làm nước sốt nộm chanh leo cho ngày hè cực kỳ thơm ngon. Xem có đúng như Giang nói không nhá. Chanh leo có ưu điểm là mùi rất thơm, vị chua tự nhiên nên Giang rất hay kết hợp trong các món ăn của mình. Kinh nghiệm chọn chanh leo của Giang đó là chọn những quả sẫm màu, cầm nặng tay và tươi mới. Đây là những quả đã già, sẽ không bị chua gắt và có mùi thơm. Cắt đôi quả chanh, chúng ta sẽ nạo lấy phần ruột bên trong. Một mẹo lọc hạt chanh dây rất là nhanh của Giang đó là sử dụng máy xay cầm tay, xay sơ qua, sau đó lọc như thế này mà không phải đi cà lại mới lấy ra hết được. Sau khi dây xong, chúng ta cho phần nước cốt chanh leo này vào chảo, thêm đường cát vàng, muối hạt to, mì chính, tương ớt và cuối cùng là nước mắm. Giang rất là hay sử dụng muối biển hạt to để vị đỡ bị mặn gắt như muối iốt. Mình sẽ đun hỗn hợp này trên bếp, sôi lăn tăn trong khoảng 2 đến 3 phút cho tan hết nguyên liệu. Tới đây là chị em đã thấy nước sốt có màu vàng óng, sánh mịn và mùi thơm. Không phải nói nữa rồi, quá là tuyệt vời. Nhấc ra và để nguội. Trong thời gian đợi sốt nguội, hãy cùng Giang đi làm các loại topping của món nộm như xoài xanh, bắp cải tím, cà rốt, rau tiến vua và các loại rau thơm. Chị em có thể sử dụng thêm các loại nguyên liệu khác tùy sở thích vùng miền cũng được nhỏ. Những nguyên liệu này thì chị em nên mua ở siêu thị uy tín, sau đó về ngâm cùng nước muối loãng cho sạch. Tiếp tục thái sợi như Giang đang làm, để một lát nữa chúng ta sẽ đi trộn nộm. Với tai heo thì chúng ta mua về ngâm với nước muối loãng, cạo rửa thật sạch, luộc chín cùng với một chút gừng, một chút giấm để khử mùi hôi, sau đó thái sợi như Giang đang làm. Sứa thì Giang cũng mua luôn ở siêu thị, rửa thật sạch cùng với nước và cuối cùng là trụng lại với nước sôi cho đảm bảo, vớt ra và để thật ráo nước. Nước sốt đã nguội thì chúng ta sẽ thêm ớt băm nhỏ, đảo đều nữa là nước sốt trộn nộm đã sẵn sàng. Nước sốt trộn này thì có thể bảo quản trong ngăn mát vài tháng nên chị em có thể làm nhiều, sau đó chia ra vào các chai nhỏ để ngăn mát tủ lạnh và dùng dần. Bật mí với các chị em là nước sốt này còn có thể diêm được sườn này, cánh gà vô cùng thơm ngon nhở. Với món nộm tai heo thì Giang sẽ cho một chút nước sốt nộm vào tai heo thái sợi và bóp qua cho thấm. Tiếp theo là các loại topping như rau tiến vua, bắp cải tím, cà rốt, xoài, ớt ngọt thái nhỏ. Dưới thêm một chút nước sốt nộm vào, bóp nhẹ nhàng để không làm nhũn các loại topping. Cho ra đĩa và thêm rau răm, thêm lạc rang và để co theo sở thích. Với nộm sứa thì đơn giản hơn, chúng ta sẽ cho các nguyên liệu vào âu, sau đó thêm nước sốt vào đảo đều cho ra đĩa. Với các món nộm để hạn chế ra nước và nhũn thì khi nào chuẩn bị ăn thì chúng ta mới trộn nha cả nhà. Còn chị em nào kinh doanh thì đựng riêng nước sốt và dặn khách khi nào ăn hãy trộn để giữ được độ giòn và tươi mới. Như ở đầu video Giang chia sẻ là có chị học viên từng bán tới hơn 200 suất nộm một ngày, nên đây cũng là một cơ hội kiếm tiền rất tốt trong mùa hè này, chị em đừng bỏ lỡ nha. Giang chúc tất cả chị em mình thành công với món sốt trộn nộm chanh leo. Học nấu ăn cùng Cao Giang, công thức chuẩn từng gram, nấu là ngon.